đường vòng núi Sam Châu Đốc An Giang, từ miếu Bà đi về phía chùa Hang Phước Điền vài cây số có một ngôi miếu lớn, cổng đề biển mộ cô Năm. Với những tài xế tài công đường dài trên cung đường này, mộ cô Năm Châu Đốc là một địa chỉ tâm linh cứu rỗi người tài trong hành trình mưu sinh. Hầu như tài xế nào đi qua đây cũng phải ghé vào đốt vài nén hương khấn cô phù trợ tay lái vững vàng. Còn những thương lái kỳ hồ xuyên Đông Dương thì xem cô Năm là nữ thần hộ mệnh, chống gian tặc dọc đường. Ngôi mộ và niềm tin tâm linh đó hiện hữu suốt hơn 200 năm nay đối với người dân địa phương và khách vãng lai qua lại cung đường này. Đối với một số trường phái quyền thuật, xác cô Năm Châu Đốc, cốt cậu Bảy Tây Ninh là hai vị thần linh ứng luôn cứu trợ phò nguyên những trường hợp tai nạn tai họa bất ngờ. Dưới năm 1975 tại Sài Gòn, một số pháp sư thường mượn linh danh cô Năm để nhập xác soi căn. Một số lính chén thuộc lực lượng biệt động quân dùng ảnh cô Năm có vẻ bùa thần ép nhựa rồi để trong túi áo ngực trái để đạn né. Một số tài xế lái xe đường dài hoặc tài công lái tàu khu vực phía Nam dùng ảnh cô Năm treo trên cabin xe hoặc tàu, đốt nhang thờ phụng như thờ Phật Quan Thế Âm để cầu an. Cho đến tận bây giờ, một số cư dân sinh sống ở vùng Châu Đốc vẫn còn thói quen mỗi khi đưa trẻ em đến đi quãng đường hơn 5 cây số, cha mẹ đều khấn xin phép cô Năm để an toàn khi tham gia giao thông. Những bạn hàng ở chợ Châu Đốc khi tranh chấp một hợp đồng kinh tế miệng thường cùng nhau đến mộ cô Năm thề độc: xin cô Năm chứng giám soi xét, ai ăn gian ăn lận xin cô Năm vặn cổ học máu chết tươi. Người ta đồn rằng đã từng có nhiều trường hợp sau khi khấn thề xong, người sai quấy lăn đùng ra ngất, nên người ta càng tin vào sự linh nghiệm của cô. Vì sao cô Năm lại trở thành linh nghiệm như thế? Có giai thoại kể rằng cô Năm là cô con gái xinh đẹp trong một gia đình người Tàu, họ Thái, rất đông con, sinh sống bằng nghề bán thịt heo quay ở chợ Châu Đốc vào thời điểm giữa thế kỷ 18. Những buổi chợ ế, cô thường đội thúng heo quay lên đầu, rải chân đi khắp khu vực, rao bán heo quay. Tính tình cô Năm rất thẳng thắn và ghét kẻ mua già bán non nên nhiều người quý mến. Nhiều gia đình khá giả dạm hỏi cưới cô Năm cho con trai nhưng cô luôn từ chối. Cô thường nói ở vậy để trả hiếu cho cha mẹ. Khi cô Năm bước vào tuổi 18, sắc đẹp trở nên lung linh bởi làn da trắng hồng và màu môi đỏ như cánh sen. Một ngày nọ, mẹ cô Năm đang ngồi bán ở chợ Châu Đốc thì thấy cô vào chợ đến khu vực bán vải mua một cây vải thô. Lấy làm lạ, mẹ cô chạy đến hỏi mua vải thô làm gì. Cô trả lời mua về tẩm liệm. Nghe đến đó, mẹ cô tá hỏa vì nghĩ cha cô đã chết. Bà tức tốc bỏ ngang buổi chợ, chạy về nhà thì thấy chồng mình cùng chòm sớm đang dựng gặp chuẩn bị đám tang. Bà mừng rỡ chạy vào nhà thì thấy tử thi của con gái thứ năm đang nằm giữa nhà chờ tẩm liệm. Hỏi ra mới biết cô Năm đang trên đường bán thịt heo quay, bỗng dưng khuỵu chân nằm xuống dưới đường. Mọi người chạy đến thì thấy cô đã tắt thở. Tử thi cô được người dân tốt bụng thuê xe ngựa đưa về nhà. Thời đó người ta cho rằng những trường hợp đột tử như vậy là do ngũ hành bắt hồn những người tốt để làm thánh. Mẹ cô Năm kể lại việc trông thấy cô đi chợ mua đồ tẩm liệm mình cho mọi người nghe nhưng không ai tin, cho đó là chuyện nhìn thấy người giống người. Do nhà nghèo ít đất nên cha mẹ cô Năm xin gia đình xuôi gia bên vợ người con trai thứ tư là hương chủ khu vực chân núi Sam cho một thước đất ven triền núi Sam làm nơi yên nghỉ cho cô. Thỏa đó khu vực chân núi Sam còn hoang sơ hiu quạnh, khỉ ho cò gáy. Nhờ gia đình nhà xuôi tốt bụng, mộ cô Năm được xây bằng hợp chất vôi ô dứa. Chuyện đồn thổi rằng một thời gian ngắn sau đó, những tài xế xe tải có tuyến chạy ngang qua núi Sam thường thấy một cô gái xinh đẹp đứng đón xe xin quá giang ở gần khu vực mộ cô Năm. Thời đó dân xe đường dài thường tìm cách quấy gói tình dục những phụ nữ xin quá giang xe, và những gã tài xế có máu xấu đó đều bất ngờ bị đau bụng lăn lộn cho đến khi đến tận mộ cô Năm tạ lỗi mới hết. Từ đó khi xe chạy ngang qua đường này, các tài xế thường ghé vào đốt nhang khấn cô rồi mới tiếp tục hành trình. Có người quả quyết rằng trên những cung đường xa, nhờ có cô Năm độ trì, họ thoát nhiều vụ tai nạn hy hữu. Những người nghèo khó buôn bán ế ẩm khi đến khấn cô Năm đều được ban lộc mua may bán đắt. Còn có một giai thoại cũng không kém phần huyền bí mà người dân địa phương hiện nay vẫn còn truyền tụng về sự linh ứng của cô Năm. Đó là chuyện tấm di ảnh. Thời cô Năm máy ảnh chưa phổ biến, những gia đình khá giả thường thuê họa sĩ vẽ chân dung người lớn tuổi để khi qua đời có di ảnh thờ. Cô còn trẻ chưa vẽ chân dung nên khi chết không có di ảnh thờ. Cả trăm năm sau khi cô Năm chết mới còn một chiếc tàu là hiệu ảnh di động trên sông cặp bến Châu Đốc. Chủ hiệu ảnh là bằng gô bếp từ Mỹ Tho cho dừng về Châu Đốc. Một ngày nọ đang ế ẩm, ông chủ hiệu ảnh đốt nhang khấn xin cô Năm trợ giúp. Vừa khấn xong, có một thiếu nữ xinh đẹp bước lên ghe yêu cầu chụp ảnh. Cô gái đề nghị thợ ảnh bằng gô bếp lên bến chụp cô đứng cạnh một chiếc xe hơi. Trên tay cô còn cầm một điếu thuốc hút đang nghi ngút khói. Chụp xong, cô gái đặt tiền cọc rồi lấy phiếu hẹn ngày đến lấy ảnh. Trước khi rời đi, cô gái còn nói đùa: mai mốt đắt khách anh phải mua con heo quay ở chợ Châu Đốc, cảm ơn tôi mở hàng. Sau đó cô gái mất tâm không đến lấy ảnh nữa. Điều lạ, từ ngày cô gái đến chụp ảnh thì chiếc tàu ảnh trở nên nhộn nhịp và đắt khách. Nghĩ rằng cô gái không có tiền lấy ảnh, người thợ lấy bức chân dung treo lên vách tàu làm ảnh mẫu. Con cháu của cô Năm đi ngang qua chiếc tàu chụp ảnh và nhận ra đó là chân dung của cô Năm. Họ báo cho bằng Robert biết điều đó. Thế là bằng Robert mua ngay một con heo quay đến tận mộ cô Năm tạ ơn. Ông ta bỏ tiền ra cướp một ngôi miếu nhỏ thờ cô.
Cho đến tận năm 1975, rất nhiều gia đình ở Châu Đốc vẫn dùng bức ảnh này để thờ trên bàn thờ gia tiên. Nghe đồn rằng sau này một số người được cô Năm phù hộ kinh doanh khấm khá đã đến xây thêm một vòng rào và mái che toàn bộ ngôi mộ. Những người trong gia tộc cô Năm khi qua đời đều được an táng cạnh mộ cô dưới mái che. Thế là ngôi miếu trở thành một nhà mồ gia tộc cho đến tận bây giờ.